Xem sao đấy, chị bàn. Cây dài quá. Không bị gọi. Ở đây là. Thì cái gì? Cái này chắc như vậy chắc cũng. Chứ, trời ơi. Hồi xưa ở nhà cái cũng cài như vậy. Cài. Nhà Phan Kiều Bính á. Mẹ ơi, con chưa chung chung đây làm giờ sống chung với con Điện. Sao vậy mẹ? Sao vậy mẹ? Đi. Mà sao ông chung cùng bé mẹ? Ông kìa, tự nhiên ra đến hạ ông kìa. Sao ông chung cùng bé mẹ? Ông về nè. Mẹ ơi, cái này cái gì mẹ Mai? Mày bỏ tiền hả? Ừ. Trời ơi. Mẹ đâu có đem tiền ra đây đâu. Chưa rớt đây. Tiền. Bỏ vô đi con. Đây mẹ cầm nè. Đây cầm nha. Cầm tay nhau hả? Kìa, hát cầm tay nhau cùng đi chơi kìa. Nè. Lẹ lên con. Nè đứng. Đó mẹ. Anh em hả con? Lẹ lên. Rồi xong nha. Nhìn nè. Nhìn ông ba kìa. Nhìn ông ba kìa. Anh nhìn ông ba đi. Bà giữ con, bà giữ con. Đổi chỗ. Đây, đổi chỗ. Trời ơi bà giữ con. Đây, bà giữ đổi chỗ. À đây. Đây, bà giữ con. Bà nhìn lại. Rồi. Nhìn lại ông này. Rồi. Rồi đi. Bố chưa? Ấy. Bé giờ đó. Bé xuống là người nó khỏi biết kìa. Còn nó phải bàn cho con. À nó bàn lên cho ốc Trung Quốc. Ông đi quốc bà đi rồi. Ông giờ gây bà đá bóng. Ông đánh trống mà thịt kèn. Ông làm cái gì đó. Quên hết rồi. Ông ăn kem mà. Na kìa, tao bới hóc kìa. Na xá không đi, na xá không đi ra.